先上来来上来啊，上起来吐坏嘴痛，对呀，板嘴怂嘴，上起来变酸，你听够一些，都扔một phầnnhỏ còn một phần rất lớn thì sẽ chuyển luôn để bán buôn dế sống. Các sản phẩm dế sống sẽ được bán buôn hàng ngày nên là bà con nuôi dế thì bà con chỉ có bán dế khoảng 3 tháng thì chỉ cần bán 5 cân về trang trại Thanh Sơn thôi cũng được, còn bà con tự bán tại địa phương.Bác khách hàng về với trang trại Sơn mua các gói trứng dế về nuôi. Đây là dế mới, dế mới và còn đây là dế cấp đông, nó đã cứng đơ rồi. Hằng ngày trang trại Thanh Sơn thu cho.Cũng khá nhiều bà con bán dế, bà con mình bán theo tháng theo